Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tiếng nổ cuối cùng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước khi vào giọ của ông Nguyễn Phú Trọng. Chức vụ Thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc giờ đây chỉ tính bằng ngày. Qua 5 năm trên cương vị Thủ tướng, người ta thấy nổi bật nhất của ông Nguyễn Xuân Phúc là nói khoác và ngôn ngữ dân gian vẫn hay gọi là Phúc nổ. Được biết, vào năm 2018, có một nhà báo có ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc về những phát biểu dậy sóng của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Và ông đã bỏ công sưu tập những câu nói của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong những lần ông Thủ tướng vi hành các tỉnh trong cả nước. Nhà báo ấy đã viết rằng Nguyễn Xuân Phúc chắc chắn có tư duy địa lý vì ông định tính cho nhiều vùng đất với những thuộc tính khác nhau. Ông có thể không là nhà kỹ trị với tư duy 4.0 như được kỳ vọng, nhưng ông hẳn nhiên có bộ óc địa lý hóm hình và luôn nhìn tương lai với ánh mắt lạc quan vượt mọi khả năng tưởng tượng. Ông nhìn xuyên suốt từ Bắc xuống Nam, từ Thanh Hóa đến đồng bằng sông Cửu Long, từ Tây Nguyên đến Khánh Hòa. Ông dường như cũng thích khái niệm cô gái đẹp ngủ quên. Và ông cũng bị ám ảnh bởi không ngức, bởi Singapore và Hồng Kông. Ông đã nhắc đến điều ấy dăm ba lần. Và ông vừa thích đầu tàu lại vẫn mê thủ phủ. Đây là hình ảnh dư luận xã hội cho rằng ví von rất khôi hài với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, coi ông như một thánh nổ. Và sau đây là những câu nói nổi tiếng của ông Thủ tướng sắp hết mãn nhiệm. Thứ nhất là Việt Nam phải là thủ phủ tôm của thế giới. Thứ hai là Thanh Hóa là một Việt Nam thù nhỏ. Thứ ba là Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương, là vùng cao về địa lý thì không thể và không nên là vùng trũng giáo dục của cả nước. Thứ tư, Khánh Hòa là hình mẫu của một chính quyền đối thoại. Thứ năm, Nghệ An phải là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài. Thứ sáu là Hà Tĩnh, Thanh Hóa là cực tăng trưởng mới. Thứ bảy, Bắc Ninh phải là thủ phủ sản xuất điện tử sáng tạo của châu Á và thế giới. Thứ tám là Tây Nguyên là cô gái đẹp đang ngủ quên. Thứ chín là Quảng Nam phải trở thành một tỉnh giàu có toàn diện. Thứ 10 là Bình Dương phải trở thành đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất cả nước. Thứ 11 là Bình Dương phải là thủ phủ của nông nghiệp và công nghiệp. Thứ 12 là Cao Bằng phải là một hình mẫu khó vươn lên thoát nghèo. Thứ 13 là Ninh Bình thì phải được xây dựng thành một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. 14 là Bình Thuận là phải trở thành trung tâm năng lượng sạch của Việt Nam. 15. Hà Nội phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo. 16. Thành phố Hồ Chí Minh phải là hòn ngọc chiếu sáng viễn đông. 17. Đà Nẵng phải là thành phố độc đáo, độc nhất, vô nhị trên toàn thế giới. 18. Đà Nẵng phải phát triển như Singapore và Hồng Kông. 19. Hải Phòng phải là đầu tàu quan trọng của cả nước. 12. Ninh Thuận là Tây Á thu nhỏ của Việt Nam. 21. Đồng bằng sông Cửu Long phải là nền nông nghiệp thông minh. 22. Long An phải trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. 23. Vĩnh Phúc sẽ trở thành một đầu tàu kinh tế. 24. Quảng Ninh là một đầu tàu kinh tế của cả nước. 25. Cần Thơ phải là đầu tàu phát triển của vùng. 26. Phú Yên như một cô gái đẹp ngủ quên. Đấy là những câu nói phát biểu chỉ tính đến tháng 6 năm 2018. Chắc chắn trong thời gian từ 2018 cho đến nay, ông Thủ tướng Việt Nam còn đi nhiều nơi và sẽ có những câu nói để đời tương tự như vậy. Và phải chăng đây là tiếng nổ cuối cùng của Nguyễn Xuân Phúc trước kỳ họp Quốc hội? Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được người dân ví như anh hề vì những câu phát biểu phi lý và buồn cười của ông ta. Tuy với dân là hình ảnh anh hề, nhưng trên chính trường là một cá nhân có hạng. Vì nếu ông không giỏi đấu đá, ông đã không chiếm được chiếc ghế mà Nguyễn Tấn Dũng để lại. Vì vậy, 5 năm ngồi với chiếc ghế quyền lực thứ hai của Đảng Cộng sản, ắt ông Nguyễn Xuân Phúc cũng phải xây dựng cho mình một thế lực ngầm đáng kể. Ông Nguyễn Phú Trọng đã không thể nào coi thường ông Phúc cho được. Được biết, ngày khai mạc của họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã góp vui với xã hội bằng câu phát biểu: "Con tàu Việt Nam đã vượt qua hải trình dồn dập bão tố.
Vâng, không biết ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có giỏi văn hay không, nhưng trong cách nói của ông luôn dùng biện pháp ví von ẩn dụ. Tuy nhiên, phương pháp ẩn dụ nếu dùng không tốt, nó trở thành trò cười cho thiên hạ. Và ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong những người như thế. Phát biểu trong cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng, suốt nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam đã phải vượt qua hải trình dồn dập bão tố vì biết bao khó khăn, thách thức lớn hơn, vượt xa hơn so với dự toán ban đầu. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã mở đầu báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của chính phủ bằng lời phát biểu như thế. Cũng giống như ông Nguyễn Phú Trọng, bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc là bắt đầu bằng chuỗi những khó khăn, rồi sau đó liệt kê những thành công. Đảng Cộng sản là vậy, họ luôn ca tụng và ca tụng, chứ khó có trường hợp nào mà họ thừa nhận sai lầm cả. Đây là hình ảnh là tiếng nổ cuối cùng của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Có thể nói trong năm 2020, Việt Nam chống dịch khá tốt. Mặc dù các nước nghèo quanh Việt Nam chống dịch cũng tốt không kém, nhưng có tốt là ca tụng. Covid-19 là biểu bối mà hầu hết quan chức nào cũng dùng cách để khoe khoang thành tích. Không khoe khoang sao được khi mà dân mình đâu cũng thấy quan chức tiêu cực. Có được chút thành tích tốt như thế thì ai cũng dành về phần của mình. Theo ông Thủ tướng, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 ập đến đã tàn phá nặng nề nền kinh tế thế giới và các quốc gia. Trong khi đó, cạnh tranh địa chiến lược giữa các nước đối tác lớn ngày càng gay gắt. Ngoài ra, còn thiên tai, nhân tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại rất nặng nề. Nhất là sự cố ô nhiễm môi trường ở ven biển miền Trung vào năm 2016, dịch tả lợn châu Phi vào năm 2019, hạn hán xâm nhập mặn ở Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ lịch sử ở miền Trung, v.v. Trong bối cảnh đó, chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tất cả các lĩnh vực như thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, dường như trong báo cáo của mình, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tranh thủ nổ, để sau đó rời chiếc ghế thủ tướng thì sẽ hết cơ hội. Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, chính phủ đã tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động. Lãnh đạo chính phủ thực hiện 570 chuyến công tác liên rừng xuống biển, làm việc với địa phương và cơ quan đơn vị cơ sở, chỉ đạo kịp thời cụ thể, tháo gỡ nhiều vấn đề quan trọng cấp bách. Vâng, đó chính là trách nhiệm của chính phủ. Thủ tướng và các thuộc cấp đang được nhận lương từ tiền thuế của người dân đóng góp thì tất nhiên họ phải làm công việc như thế, mà không biết ông Nguyễn Xuân Phúc có ý thức được về trách nhiệm của ông với nhân dân hay không. Nếu ông ý thức được điều đó thì ông đã không kể công dài dòng đến như vậy. Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng chính phủ của ông đã đột phá quan trọng, mở đường là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Không biết ông Nguyễn Xuân Phúc có nhận ra rằng cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa gắn phía sau kinh tế thị trường, nó là những thứ mà đã làm trì trệ sự phát triển của nền kinh tế thị trường hay không? Đã là có định hướng xã hội chủ nghĩa thì không có cải tiến nào có thể phát triển một cách tự nhiên trong thể chế kinh tế cả. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã nổ theo thói quen của mình như vậy. Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do chính phủ đề ra, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết chính phủ của ông đã tập trung vào các ưu tiên và tập trung vào nguồn lực cho thực hiện, tháo gỡ các ách tắc, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hội nhập của hệ thống pháp luật. Không biết điều này có thật hay không, chỉ biết thực tế cho thấy vấn đề thủ tục rườm rà là vấn đề chưa bao giờ được giải quyết ở chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham nhũng thì tràn lan. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc là người mà Nguyễn Phú Trọng muốn hạn chế quyền lực. Nền kinh tế Việt Nam là chuyện dài nhiều tập. Theo đánh giá thì Việt Nam có tăng trưởng khá cao, nhưng đó là tăng trưởng bật. Sự tăng trưởng ấy nó đi kèm với việc tàn phá môi trường. Và đặc biệt, đất nước Việt Nam có tăng trưởng cao nhưng phát triển lại chậm, bởi thiếu trừ đi chi phí bảo vệ môi trường do tăng trưởng gây ra, đôi khi con số đó còn bị âm nữa. Với những bệnh tật và những bệnh viện ngày càng quá tải, thì đó là cái giá mà người dân phải trả cho phát triển nóng và không coi trọng môi trường của chính phủ. Đó là một thực tế, tuy nhiên, với quan chức của Đảng Cộng sản thì ai cũng thế, họ sẽ tô vẽ đủ thứ tốt đẹp dù đó là những thứ tốt đẹp huyễn hoàng hoặc do họ sẽ làm. Và ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là ngoại lệ với những trò đánh bóng này.
sắp tới ngày vào dọ của Nguyễn Phú Trọng là điều dư luận được đưa ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc là một người làm chính trị đáng nể, nhưng so với ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Nguyễn Xuân Phúc còn thua xa lắm. Ông Nguyễn Phú Trọng lấy cái ghế chủ tịch nước là bởi ông tự giật lấy, còn ông Nguyễn Xuân Phúc lấy ghế chủ tịch nước được ông Trọng nhường cho. Như thế đã cho thấy tầm của hai con người này là khác nhau rất nhiều. Điều đáng nói là trước khi giao ghế, ông Nguyễn Phú Trọng đã thiết kế một cái dọ chùm vào ông Nguyễn Xuân Phúc để hạn chế quyền hành của ông tân chủ tịch nước này. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua Quốc hội thiết lập quyền hành và nhiệm vụ cho tân chủ tịch nước. Đây không phải là sự chu đáo của ông Nguyễn Phú Trọng dành cho Nguyễn Xuân Phúc, mà đây chỉ là cái khung dùng để nhốt quyền lực chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc vào đó mà thôi. Lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chưa có chủ tịch nước tiền nhiệm nào làm điều đó với người kế nhiệm mình cả. Như vậy thì té ra, tuy trao cho Nguyễn Xuân Phúc cái ghế, nhưng ông Trọng đã trao cái ghế rỗng mà ông đã hạn chế gần hết quyền lực của ông Phúc. Từ đây cho đến ngày 5 tháng 4, còn ít ngày nữa, đó sẽ là ngày mà dù muốn hay không, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng phải chui vào chiếc giỏ mà ông Nguyễn Phú Trọng đã giăng ra và không thể thoát. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. 5 năm qua, ông Nguyễn Xuân Phúc không gây tai tiếng gì như người tiền nhiệm của ông là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, thành tích nổi bật thì cũng không có gì cả. Ấn tượng lớn nhất của ông Phúc chỉ là những lời nói khoác lác, gây bão xã hội mà thôi. Cả 5 năm, ông Nguyễn Xuân Phúc không làm gì được thì chỉ có 12 ngày còn lại. Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ biết nổ xong rồi lại chui vào chiếc giỏ của ông Phú Trọng là xong. Mọi việc đã được an bài, cứ thế ngồi chơi sấy nước 5 năm rồi về vườn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 26 tháng 3 năm 2021 với bản tin Tiếng nổ cuối cùng của ông Nguyễn Xuân Phúc trước khi vào giỏ của ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.